Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, mẫu xe Dodge Challenger GT là mẫu xe cơ bắp đến từ nước Mỹ. Mẫu coupe cơ bắp này có thiết kế vuông vức, lắp động cơ 3.6 VVT, công suất 305 mã lực, dẫn động 4 bánh. Dodge Challenger là một trong những mẫu xe ít thay đổi kiểu dáng bên ngoài. Đầu xe với thiết kế vuông vức, khe thoát gió trên nắp capo, cụm đèn pha halogen với đèn LED. Ban ngày dạng tròn, những đường gờ dập nổi chạy dọc xe, ở cản trước tích hợp đèn sương mù và cụm radar. Tổng thể, dài 5.022mm, rộng 1.923mm, cao 1.460mm và chiều dài, cơ sở 2.946mm. Nền tảng khung gầm của Chrysler mã LA cho phép xe có thể sử dụng hộp số tự động 8 cấp. Thân xe làm từ chất liệu nhôm và thép bạ kẽm. Bộ la răng 5 chấu kép sơn đen bóng kích thước 19 inch. Hệ thống treo trước là tay đòn kép, trong khi phía sau là đa liên kết. Đuôi xe thiết kế đơn giản với cụm đèn hậu LED hình chữ nhật, cụm ống xả kép đặt đối xứng. Cánh gió sau gắn cố định vào cốp tích hợp camera lùi ở chính giữa. Cốp sau dung tích 458 lít, đặt sâu ở phía trong. Challenger được đánh giá là một trong những chiếc xe có dung tích cốp lớn nhất trong phân khúc xe thể thao. Khoang nội thất thiết kế tối giản, hướng về người lái, hoàn thiện bởi chất liệu da lộn, da nỉ, nhựa và kim loại. Vô lăng 3 chấu bọc da tích hợp chế độ sưởi, lẫy chuyển số và các nút dành tay. Màn hình phía sau vô lăng với hai đồng hồ Analog Heritage TIC, TOC, tách hiển thị vòng tua và tốc độ, trong khi màn hình kỹ thuật số chính giữa hiển thị đa thông tin của xe, điều chỉnh qua các nút trên, vô lăng. Màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 8.4 inch có độ phản hồi cao, tích hợp hệ thống giải trí Sirius XM, ức on X4 CNAV, đài AM trên FM trên vệ tinh, Bluetooth, Wi-Fi 4G LTE. Hệ thống âm thanh Alpine trang bị trên xe gồm 9 loa với một loa siêu trầm, công suất 506 W. Tùy chọn hệ thống âm thanh của Harman Kardon, cụm cần số tối giản, phía trước có các nút điều khiển hệ thống điều hòa hai vùng, bộ lọc không khí. Xe trang bị hệ thống an toàn bao gồm 6 túi khí, hỗ trợ phanh, kiểm soát lực kéo, ổn định thân xe với hệ thống chống lật, cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm phía trước, cảm biến đỗ xe, khóa an toàn trẻ em phía sau. Hàng ghế trước với khung ghế Performance, bọc da Nappa và Alcantara, ghế lái chỉnh điện 8 hướng tích hợp chế độ sưởi, ghế hành khách phía trước chỉnh cơ hoàn toàn. Cửa sổ trời cũng được trang bị trên xe. Hàng ghế sau bọc da tương tự hàng trước, nhưng có diện tích lớn hơn so với các đối thủ cùng phân khúc. Do đó, hai người lớn ngồi phía sau vẫn thoải mái. Dodge Challenger GT lắp động cơ Pentastar DOHC 3.6 lít V6 VVT hút khí tự nhiên, công suất 305 mã lực và mômen xoắn 363 nanomet, tăng tốc không đến 100 km/h trong 6 giờ trước khi đạt tốc độ tối đa 209 km/h. Tất cả được truyền tải thông qua hộp số tự động Torqueadlight 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Mức tiêu hao nhiên liệu vào khoảng 13 lít trên 100 km đường nội đô, 8,7 lít trên 100 km đường cao tốc và 10,6 lít trên 100 km đường kết hợp. Trên màn hình mà quý vị và các bạn đang theo dõi là chiếc xe Dodge Challenger GT sản xuất 2021 mới 100%, nhập khẩu từ Mỹ. Hiện tại cửa hàng chúng tôi đang có sẵn màu đen và màu đỏ. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn.
Mm-hmm.